Hello, Thanh Vũ xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ Thường Tài Vlog. Hôm nay thì Thanh Vũ sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn thêm một cái quán nữa. Đó là một cái nơi bán gọi là khôi cá biếu. Thì địa chỉ ở nơi đây thì ngay chân tại chỗ là 138 đường 3 tháng 2. Phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và bây giờ thì mời anh chị và các bạn cùng đồng hành với em nha, để vào để mà xem ở nơi này mua bán như thế nào. Trước hết thì mình nhìn thấy là nơi trưng bày nhìn thấy là rất là bắt mắt anh chị và các bạn. Và mọi người ở nơi đây thì cũng như nhân viên thì ăn mặc thì đồng phục, thấy đúng một phong cách riêng của nơi có bán. Đây ở bên đây em trai đang nướng cái gì đang nướng là thịt gì đang trai gà đuôi gà còn mình đang nướng đùi gà hả cả đã luôn gà ha đùi không mà không cắt đùi không cái này mình nướng đùi gà này ví dụ cho cái ăn món gì vậy anh trai xôi đùi gà hoặc là cơm đùi gà wow là xôi với cơm ăn cơm là cơm sườn cơm dĩa là hả dĩa rồi ở đây mình bán mấy loại món ăn em nhiều lắm anh ơi bò né bò này kia nhiều lắm rồi có nhiều loại thôi lắm mấy mê hung nó quá trời cho đủ loại như trâu cá mặn rồi nuôi bò nuôi nhiều lắm cá món nó đủ hết có đủ hết anh chị nhìn thấy mấy cái đùi gà nhìn thấy rất là đẹp mắt không ở đây là sáng là mình ghé là có mấy giờ là có ăn rồi em giờ này là bắt đầu xong mới lên 6 giờ là mở cửa bán luôn rồi đó như là lại 6 giờ là có đồ ăn nè 6 giờ là có đồ ăn ha 6 giờ là có đồ ăn